thưa quý vị khi chúng ta đi bán hàng các bạn có thường xuyên nghe cái câu trả lời từ khách hàng tiềm năng như sau các anh hoàn toàn là tương tự nhau giống nhau hãy cho tôi cái giá tốt nhất đó là do sản phẩm dịch vụ của chúng ta không có sự khác biệt vì vậy cạnh tranh rất là khó mặc dầu Công ty của anh chị có thể có đội ngũ marketing đội ngũ chào hàng rất là mạnh. Họ anh chị luôn luôn nói rằng sản phẩm của anh chị là tốt nhất, tuyệt vời nhất nhưng khách hàng không hề tin. Bởi vì sao? Nếu anh chị là người khách hàng, còn tôi là người bán hàng mà tôi nói như thế, chắc chắn anh chị không tin. Bởi vì anh chị cho rằng sản phẩm này của ông Cửu, ông Cửu đi bán, ông Cửu phải nói rằng sản phẩm là tuyệt vời nhất, đúng không các bạn? vì vậy nếu chúng ta không có sự khác biệt thì khách hàng họ luôn luôn lập lại cái điệp khúc đau đầu đó Các anh hoàn toàn giống nhau hãy cho tôi cái giá tốt nhất cạnh tranh kiểu này rất căng đấy các bạn nhé nhưng chưa các bạn sẽ có một người người ta nói ra và khách hàng tiềm năng có thể tin rất là mãnh liệt đó chính là khách hàng hiện hữu của các bạn những người đã và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của các bạn mà họ hoàn toàn hài lòng vì vậy anh chị hãy tập trung vào những khách hàng trung thành của các bạn anh chị hãy phỏng vấn họ tại sao họ lại lựa chọn sản phẩm dịch vụ của anh chị mà không lựa chọn của đối thủ cạnh tranh chính đó là yếu tố khác biệt thành công của các bạn và sau khi xác định cái yếu tố khác biệt đó anh chị hãy xác định các quá trình chính yếu nào trong công ty nó tạo ra cái sự khác biệt đó để anh chị tập trung kiểm soát đảm bảo sản phẩm dịch vụ đầu ra luôn ổn định có cái đặc tính khác biệt đó để chúng ta chuyển giao cho khách hàng tiềm năng vậy hãy tập trung vào việc bán cái sự khác biệt và duy trì cái sự khác biệt thành công đó anh chị nhé vậy làm cái chuyện này như thế nào anh chị hãy tham gia chương trình thiết lập các yếu tố cạnh tranh thành công dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vào tối thứ năm ngày 11 tháng 1 này từ 20 giờ đến 22 giờ kinh phí mỗi một người là 500 ngàn nhưng tôi xin tặng miễn phí cho anh chị đồng thời tôi biết anh chị cũng đang rất đau đầu về vấn đề là giảm chi phí đặc biệt chi phí đầu vào vì vậy tôi thân tặng cho các anh chị tham dự cuốn cẩm nang thương lượng giảm chi phí mua vào anh chị nào quan tâm hãy đăng ký theo đường link kèm theo